Chăm sóc tại bệnh viện. Có rất nhiều bệnh nhân cảm thấy không khỏe ở phòng khám bé cấu trúc. Hãy xem ai cần đến sự giúp đỡ của chúng ta ngày hôm nay. Bệnh nhân này muốn xét nghiệm axit nucleic. Nhấp vào phòng lấy mẫu axit nucleic và bắt đầu chạy các xét nghiệm cho bệnh nhân. Phòng lấy mẫu axit nucleic. Y tá, tôi cần làm xét nghiệm axit nucleic trước khi nhập viện. Ok, không thành vấn đề. À... hãy mở gói hàng và lấy miếng gạc mới ra. Hãy dùng miếng gạc để lấy mẫu từ amidan. Hãy bảo quản miếng gạc trong ống nghiệm. Hãy dùng bình xịt cồn để vệ sinh ống nghiệm. Mẫu đã hoàn thành, bạn có thể gửi mẫu để xét nghiệm. Kết quả kiểm tra bình thường, nhưng đừng quên thường xuyên rửa tay và hít thở không khí trong lành để tránh nhiễm trùng. Tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều. Phòng lấy mẫu axit nucleic. Xin chào, tôi muốn kiểm tra xem mình có bị nhiễm bệnh hay không. Xin hãy giúp tôi làm một bài xét nghiệm axit nucleic. Ok, không thành vấn đề. À... hãy mở gói hàng và lấy miếng gạc mới ra. Hãy dùng miếng gạc để lấy mẫu từ amidan. Hãy bảo quản miếng gạc trong ống nghiệm. Hãy dùng bình xịt cồn để vệ sinh ống nghiệm. Mẫu đã hoàn thành, bạn có thể gửi mẫu để xét nghiệm. Kết quả kiểm tra bình thường, nhưng đừng quên thường xuyên rửa tay và hít thở không khí trong lành để tránh nhiễm trùng. Yeah, xin cảm ơn rất nhiều. Khoa nội khoa. Xin chào bác sĩ, tôi cảm thấy không khỏe, mong bác sĩ tư vấn giúp. Baik, mari saya lihat. Hãy xem thử điều gì đã xảy ra với bệnh nhân. Bệnh nhân này bị sốt, hãy sử dụng một miếng dán làm mát. Hoan hô, cơn sốt đã qua rồi. Hãy khám tổng quát để xem tại sao bệnh nhân bị sốt. Pasien menderita pneumonia dan membutuhkan alat penguap. Thank you.
Hai Sam. Mari kita lihat apa yang terjadi pada pasien dengan menggunakan stetoskop. Bệnh nhân vẫn còn ho. Đây, hãy uống một ít siro ho đi. Hãy tập thể dục nhiều hơn và đừng kén ăn. Bạn sẽ có thể có một cơ thể cường tráng và lớn lên một cách khỏe mạnh. Được rồi, cảm ơn bác sĩ.